Có nhiều khi một sự việc mà mỗi người chúng ta nhìn mỗi cách, tùy theo cái nghiệp của mình. Ở trong kinh có nói, đối với loài người chúng ta, chúng ta nhìn vào một ly nước lọc, chúng ta nói đó là ly nước uống. Nhưng mà ngạ quỷ mà nhìn ly nước á, thì nói đó là ly máu. Chư thiên mà nhìn ly nước á, thì nói nó là ánh sáng. Cái dầu thơm mà chúng ta xịt á, 3 số 5, 3 số 9 hay là Dole Toilet gì đó hiệu Samsara, hiệu diệu gì đó, những cái nước hoa mà chúng ta dùng đó, đừng có nói cõi trời cao, cõi trời gần mình nhất, gần cõi người mình nhất là trời tứ thiên vương. Mà mỗi lần mà chư thiên cõi trời đó mà bay ngang qua cõi ta bà mình là bịt lỗ mũi hết. Nó trời ơi, nam nữ chúng sanh ở dưới này nó xịt cái gì lên người nó mà hôi quá chịu không nổi. Có nhiều khi bước vô chánh điện, chúng ta thắp một cây hương thật là thơm, nhưng mà đối với một cái người dị ứng thì người ta sặc sụa, người ta nói trời ơi cái hương gì mà nó khủng khiếp quá. Đối với người xuyển thì ngửi cái hôi, cái khói thì lại không chịu. Quý vị thấy cũng là cây hương cúng Phật, thì chúng ta cũng không thể nói tội chết, nghe không? Hương cúng Phật mà chê hôi, hương cúng Phật mà chê thúi, thế này thế kia. Vì sao vậy? Mỗi người mỗi nghiệp. Cái nghiệp của người xuyển không ngửi được khói, nghiệp của người dị ứng không ngửi được mùi nồng, cái nghiệp của mình là ngửi được mùi hương. Rồi có người ngửi sầu riêng thì là rành ra mùi gas, ngửi mùi sầu riêng mà gas đang leak, xì ga ở đâu chạy kiếm. Mình ăn được mắm thì mắm nó ngon, mình không ăn được mắm thì mắm nó hôi. Cho nên ở trên thế gian này, những cái gì mà chúng ta cảm nhận được thì chúng ta đồng ý, và chúng ta không thích thì chúng ta cho nó là sai. Vậy thì cái khổ của chúng ta từ đâu? Tùy theo cái nghiệp của mình. Và thậm chí cái nghiệp đắm đuối của mình mà mở lỡ hôm nào mà nó không còn nữa, cái mình buồn lắm. Thí dụ như mình thích ăn một cái món ăn nào đó mà giờ người ta không phải không làm nữa, người ta bán, trời mình thèm hoài, ước gì được món đó nữa. À, mình thương một người nào đó, mình không cưới được người đó thì mình sao? Buồn bã và mình làm thơ, ước gì anh cưới được nàng để anh mua gạch bát tràng về xây, xây dọc rồi lại xây ngang, xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân. Tại vì sao biết không? Tại vì cưới không được mới ngồi đó ước. Chứ nếu cưới được rồi mà lỡ xây thứ thiệt đó là lúc nào giận có nước tạt á. Tóc mai sợi ngắn sợi dài, lấy nhau chẳng được, mới làm sao? Thương hoài ngàn năm. Cho nên á, mỗi người chúng ta ai cũng có cái nghiệp của mình. Thí dụ như người thích tu thì thấy ăn chay không có khổ, cạo đầu cũng có khổ, khắc phục những cái bình thường trong cuộc sống không có khổ. Mà mình không có nghiệp tu thì mình thấy nội cái ăn chay không là cả một khổ. Chứ chưa nói là phải, hồi trưa này đi ra ngoài sân, quý vị chở ra mấy cái chỗ công viên gì đó, thì mấy Phật tử mới nói nóng quá. Mà nói trời ơi, người đời người ta còn áo ngắn áo dài một lớp hai lớp, còn thầy chùa đi tới đâu cũng 3-4 lớp. Không có cái choice khác. Ở trong là cái áo thun, thêm bộ đồ, rồi đi đường phải mặc cái áo này. Mà nếu mà chiều hôm nay là một cái khóa lễ thì phải mặc thêm cái hậu, tròn thêm tấm y. Rồi bây giờ so lại với quý thầy, với quý vị thì ai khổ hơn ai? Vậy cho nên cái người mà vì cái đó là cái mình là như vậy. Nếu mình thích thì tự nhiên cái gì nó cũng được hết. Mà mình mà không thích rồi thì không có cái gì được.
Ở trong kinh nó có kể một câu chuyện. Có một vị thầy kể rằng Đức Phật trong kinh kể câu chuyện là trong một cái làng nghèo nọ, người ta nghèo quá, mà bây giờ nếu mà đi kiếm ăn chung với nhau á thì không có đủ để mà kiếm, cho nên họ mới chia làm hai nhóm. Thì chia làm hai nhóm đi kiếm ăn. Thì có một cái nhóm bên này á, thì mỗi ngày vẫn kiếm được thức ăn, chẳng hạn như là câu được cá, mò được cua, vớt được hến vân vân, hay là hái được rau. Còn cái nhóm bên này là hoàn toàn đi sáng chiều về là không có gì để ăn hết. Thì cuối cùng ở trong cái nhóm đó có một bà phát hiện là tại trong cái nhóm này có một người đàn bà đang có mang thai, và chính cái thai này nó cản trở. Cho nên trong làng tin vào cái lời bà đó và đuổi cái cô đó đi, không cho ở trong làng đó nữa. Thì trong khi cô này bị oan ức một cái tin tưởng phi lý như vậy, cô bỏ cô đi. Thì trong khi cô đi như vậy thì cuối cùng ngày qua tháng lại thì cũng đến ngày cô hạ sanh. Thì khi mà cô được đứa con này rồi thì đi tới đâu xin ăn cũng rất khó. Một hôm cô đi ngang một cái gia đình nhà giàu, thì cô mới nghĩ rằng thôi bây giờ nếu mà mình đem theo con mình thì có lẽ là mẹ con cùng đói khổ. Mình đi ngang cái nhà giàu này, thôi mình để đứa con mình lại đi, hy vọng người ta bước ra người ta thấy nó côi cút, người ta sẽ nuôi nấng nó và mong rằng tương lai đứa con này nó giàu. Thì người mẹ để đứa con đứng ở trước cửa nhà giàu đó và người mẹ bỏ đi. Người chủ nhà giàu đó bước ra thấy đứa nhỏ cũng thương, đem nó vô cho ăn. Đâu được vài bữa cái tự nhiên ta nhìn, mới đầu ta nhìn thấy thương, nhìn kỹ thấy ghét, cuối cùng đuổi nó khi nó tuổi còn nhỏ. Trong khi nó quá nhỏ, 6 tuổi, 7 tuổi, nó lang thang trên đường đi như vậy, ngồi khóc ở dưới gốc cây. Ngài Xá Lợi Phất đi ngang thấy đứa nhỏ, Ngài nhìn đứa nhỏ và Ngài biết cái nghiệp của nó, cho nên Ngài thương quá và Ngài đem về, Ngài nhận làm đệ tử và cho gia nhập tăng đoàn đi khất thực. Và trong khi mà cái vị tôn giả này, Ngài lớn lên theo tăng chúng từ nhỏ cho tới lớn, đi theo chúng khất thực, không ngày nào vị thầy này có thức ăn. Người ta tới cúng cho thầy, tất cả các thầy cúng một cúng hai mà tới thầy có nó hết đồ ăn. Giống em vậy. Quý vị thấy ốm o vậy là biết rồi đó. Thì khi vị tôn giả này mặc dù có nghèo đói nhưng mà siêng tu, bởi vì Ngài cũng hiểu được cái nghiệp của Ngài, cho nên Ngài ráng tu và Ngài chứng quả. Ngài xá lợi, khi mà vị tôn giả này lúc sắp chết, Ngài Xá Lợi Phất mới nghĩ rằng người đệ tử của mình á, cái nghiệp quá nặng, đói khổ từ lúc còn trong bụng mẹ cho đến lúc tu rồi, bây giờ chứng quả rồi mà cũng không ngày nào được no đủ. Thôi bây giờ trước khi người đệ tử mình chết, mình đem cơm tới mình cho người đệ tử mình ăn cho nó no, để nó chết một lần cuối. Thì Ngài Xá Lợi Phất mới đem chén cơm tới. Thì vừa đút vô miệng của vị tôn giả này, vị tôn giả này nuốt vô thì ói ra hết và cuối cùng chết. Như thế thì quý vị thấy chết cũng đói luôn. Các vị mới đem câu chuyện này lên hỏi Đức Phật. Đức Phật mới kể lại cái tiền kiếp của tôn giả này. Đức Phật mới nói rằng thầy này đời trước cũng là một người tu, nhưng mà bởi vì tu chung với chúng tăng với nhau và đem lòng ganh tị với những thầy khác, thường hay suối biểu những người khác đừng có cúng dường cho thầy kia, thầy kia là người thế này, thầy kia là người thế nọ, đi bêu xấu người này, đi xuyên tạc người kia, gây rối.
Rồi đồng thời có một số người tin tưởng đi hùa theo cái vị này. Cho nên đời sau đó, cái đời này đó, vị tôn giả đó trở thành một đứa nhỏ nghèo đói. Và nguyên một cái nhóm mà đi kiếm ăn hoài kiếm không ra đó, tiền thân là những người hùa theo cái vị tôn giả đó trong đời trước. Thì qua cái câu chuyện đó, chúng ta sẽ học được một cái bài học, là tất cả chúng ta, mỗi người ai cũng có cái nghiệp riêng và cái nghiệp chung. Cái nghiệp chung á là tôn giả đó dính trong cái nhóm đó thì nhóm đó ảnh hưởng luôn là kiếm ăn không ra. Rồi cái nghiệp riêng á là tôn giả này tu có chứng quả. Vậy thì chứng quả là nghiệp riêng của vị thầy này có tu tập. Nhưng mà cái nghiệp chung á, cái nghiệp riêng của vị này nữa là khi ở chung với chúng ai cũng có ăn mà mình thì không. Cho nên mỗi người chúng ta ai cũng có cái nghiệp của mình. Và thường thường chúng ta hay lấy cái nghiệp của mình rồi bắt người khác phải thuận theo cái nghiệp mình, và thậm chí mình không chấp nhận, không thừa nhận cái nghiệp của người khác. Pháp Hòa ví dụ, ví dụ như bây giờ mình có cái nghiệp, cái nghiệp riêng của mình là cái nghiệp nói nhiều. Rồi ai mà ngồi gần mình không chịu nói cái mình bực. Mình nói bộ giận tôi sao không chịu nói. Nhưng mà mỗi người, có nhiều người người ta không có cái thói quen người ta nói nhiều, mà mình có cái thói quen nói nhiều. Hay là có đôi khi mình thích cái này nhưng mà mình bắt người khác cũng phải đi theo cái nghiệp của mình, mà người khác ngược lại với mình thì mình không chịu. Pháp Hòa ví dụ như mình ăn mì hủ tiếu á, thường là mình thích vắt một miếng chanh cho nó chua chua, đó là cái ngon của mình. Nhưng mà có những người người ta không thể cho miếng chanh vô được, tại vì ăn chua chua vậy ta không được. Mình hai người ngồi ăn chung, ăn cái này mà không có chanh sao ngon. À, người kia nói mà tại tôi thích. Rồi cái thôi mình cũng nín, mình ăn tiếp. Đâu chừng 2-3 muỗng à, ăn dày sao mà ngon. Có không? À, đôi khi mình là vậy. Đó là mình ăn bánh bao, mình thích ăn nhân, người khác thích ăn bột. Rồi cái người mà ăn, mà mình, mà cái mình ăn thích ăn nhân, cái mình nói bột mà ăn gì mà ăn. Cái người kia thì cái người như cái người bột họ cũng nói nhưng ăn ngán muốn chết. Vậy thì quý vị thấy không, cũng cái bánh bao, nhưng mà mỗi người mỗi cái kiểu ăn, bởi vì cái tập nghiệp của mỗi người, cái do chúng ta huân tập. Nam giới cũng có cái nghiệp của nam giới. Cái nghiệp của nam giới là đôi khi sống thì phải ứng hiện, phải cuộc sống của người nam là gì, là người chồng. Mà đôi khi nếu mình ở trong một cái môi trường mà chồng là một cái người điều khiển gia đình và nóng tính và hay thờ ơ, rồi cái nghiệp của người nữ là sao? Nhõng nhẽo, hay khóc, nói nhiều, càm ràm, rồi cộng thời hay complain chuyện này chuyện kia, thì nghiệp của người nữ, sao tôi nói hoài ông không nghe. Thì cái ông kia nói tôi là chồng chứ bộ tôi con em gì bà sao phải nghe bà. Cũng có chuyện. Thì tên thử ra nếu mà mình nhận ra chồng cũng có cái nghiệp của chồng, mình cũng có cái nghiệp của mình, thì tự nhiên không phải là mình hết nghiệp. Nhưng mà chúng ta nhận cái đó để chúng ta làm gì? Chúng ta chuyển hóa cái khổ đau buồn bực tức tối nói hoài mà người của mỗi người. Thưa đại chúng, ngay cả thầy tu, người tu cũng vậy. Có những người tu có cái nghiệp của người tu. Ví dụ như nhiều khi tu mấy chục năm nhưng mà cái nghiệp nóng nảy chưa có thay đổi được, giận lên thì cũng la hét. Nhưng mình đừng có nhìn cái đó rồi mình nói thầy đó tu giỡn. Thầy nhiều khi thầy bị cái nghiệp nóng tánh, nhưng mà bù lại á,
Thầy có cái lòng tốt là thầy biết bố thí thương người, mặc dù có cái tánh nóng. Tức là ở trong mỗi chúng sanh, ai cũng có cái nghiệp thiện và ai cũng có cái nghiệp bất thiện. Mà nếu mà mình để giúp cho mình thương được người, thông cảm được người, tha thứ được người, thì mình hãy nhìn cái tốt, và còn cái không tốt của người đó thì mình biết rằng đó là nghiệp, mà cầu mong cho người đó gặp được thiện tri thức, gặp được pháp lành để người đó chuyển nghiệp. Pháp Hòa đã từng gặp một số các vị xuất gia nhỏ hơn đi tu, thời gian sau thì tu không được. Thì các vị mới nói là: em nói thiệt với sư huynh, cái gì em cũng chịu được hết, mà có cái ăn chay em chịu không nổi. Quý vị thấy không? Rồi có những người nghiệp á, người ta điệu, điệu từ trong chùa á, điệu từ điệu từ ở nhà. Hồi đó Pháp Hòa có một cái chú, ổng đi vô tu rồi, nhưng mà lúc ổng tu ổng cũng trọng tuổi rồi, 40 mấy tuổi ổng vô tu. Mà mỗi một lần ổng đi tắm là ổng 4 cái khăn. Mọi hỏi Pháp Hòa hỏi tại sao 4 khăn, ổng nói 1 cái khăn ổng lao từ đây lên, khăn lăn đây, khăn lao dưới, khăn lao chân. Một ngày ổng 2 đôi vớ. Hễ ở trong nhà ổng mang đôi vớ, mà ổng bước ra đường là ổng mang đôi vớ, mà ổng đi ngủ cũng mang đôi vớ. Tức là một ngày 3 đôi, đôi lên giường, đôi đi trong nhà, đôi đi ngoài đường. Ổng đi, ổng hồi chưa đi, chưa đi tu, ổng mặc một cái áo là rất nhiều túi. Túi đựng 10 sen, túi đựng 5 sen, túi đựng 25 sen, túi đựng đồng. Thậm chí ổng vô ổng tu, tới cái giờ đi học Phật Pháp, ổng lên ổng ngồi chung một chỗ của ổng về là đủ thứ hết. Quạt 2 cây, cái cây mà thô môi cho nó đừng có bị khô đó, 2 cái. Dầu xanh 2 chai, khăn 2 cái, 2 khăn lau mặt 2 cái. Thì cô hỏi tại sao phải 2? Ổng nói nhiều khi em thích xài cái khăn, cái tự nhiên trong đầu nó tay phải, cái thay em khỏi phải luyện qua tay trái. Quý vị thấy khủng khiếp không? Nghĩa là ổng ngồi mà ví dụ như nói nóng quá quạt, cái thì trong đầu nó phải, cái tự nhiên quẹo đây. Nếu mà cần cái quạt mà ổng phải nghiêng qua đây mất công quá. Cho nên là bữa ổng ngồi ổng học là cái gì cũng cả 2. Ổng lên ăn cơm, lúc nào đi ăn chung, bất cứ ở đâu, ổng đều đem theo một gói đường, đồ kho, canh, bất cứ cái gì mà ổng cho vô cái chén ổng, rồi là ổng mở ra ổng cho một cái gói đường đó vô, quậy đều lên ăn, nó ngọt khủng khiếp. Thì Pháp Hòa hỏi tại sao, ổng nói là từ nhỏ má nuôi, má ở nhà nấu ăn cho ông đó, nấu ngọt như vậy rồi. Bây giờ bất cứ món ăn khác ổng ăn không đủ ngọt, ổng đều cho đường vào. Pháp Hòa nhớ hồi ở Việt Nam mình á, đi ăn quán á, nhà nào mà khá khá, giàu giàu một chút, cầm thêm gói bột ngọt. Tại vì cái vị ăn của mình đó là thích đậm đà, mà người ta bán mà thời nghèo thì làm sao đủ bột ngọt mà nêm nếm. Cho nên là cầm theo gói bột ngọt, cái tô hủ tiếu vừa bưng ra cho mình là mình trút cái gói bột ngọt của mình vô, đều đều vậy rồi ăn. Có ai nhớ mấy cái cảnh đó? Thì bố bà nói như vậy để đại chúng thấy rằng mỗi người ai cũng có những cái nghiệp của mình. Nhưng mà cái nghiệp mà do từ cái quá khứ mình sanh ra, mình sanh mình lớn lên tự động mình như vậy đó, quý vị hiểu không? Cái đó gọi là căn bản nghiệp. Hay là cái nghiệp đi đến đời này, chủng tử nghiệp, hay là tập nghiệp. Rồi bây giờ cái chủng tử nghiệp đó nó kéo tới đời này, rồi cộng thêm á, có những người sống trong một môi trường gần ai đó huân tập cái đó. Ví dụ như mình hồi nhỏ tới lớn, mình được cha mẹ cho mình ăn ngọt, ăn kho, ăn xào, ăn món gì cũng ngọt, thì lớn lên mình cũng ăn. Cái đó gọi là gì? Tập nghiệp. Cái nghiệp đó hiện đời này do mình sống trong một môi trường nào, rồi mình huân tập cái nghiệp đó. Rồi nhiều khi bạn bè xung quanh
người ta tỏa ra những cái cách sống rồi mình cũng thu hút cái đó. Để rồi á, có những lúc mình đi đến cái chết, và cái đó gọi là cận tử nghiệp. Thế thì con người của chúng ta, cái nghiệp quá khứ cộng thêm nghiệp hiện tại, để rồi chúng ta sắp chết thì chúng ta có một cái nghiệp sắp chết gọi là gì? Cận tử nghiệp. Mình hiểu như vậy để cái tâm của mình á, thả lỏng ra trước mọi tình huống của đời. Bởi vì Đức Phật xác định với chúng ta ba cõi không an giống như nhà lửa. Mà quý vị nhớ, ngay cả cõi trời vẫn khó tu chứ đừng nói là dễ tu. Tại sao? Tại vì miếu cuộc ở cõi trời quá sung sướng, con người cũng khó tu. Cho nên trong tám cái nạn mà quý vị thường tụng kinh buổi sáng đó, bát nạn tam đồ cộng nhập tỳ lô tánh hải đó, có ai nhớ cái bài đó không? Bát nạn là gì? Đuôi, điếc, câm, ngọng. Sanh sau Phật, sanh trước Phật, sanh ở trường thọ thiên, thế trí biện thông. Rồi thế trí biện thông là gì? Thế trí biện thông là mình đem những cái trí tuệ, những cái hiểu nhận thức của đời, rồi mình đem vô trong đạo. Mình tu khó lắm. Thí dụ như một cái nhận thức bình thường là tôi ở ngoài, tôi là người học giỏi, cho nên tất cả vị trí tôi đi làm đều là sếp hết. Mà bây giờ tôi vô trong này tôi tu, thầy không cho tôi làm sếp mà thầy biểu tôi là cũng là sếp nhưng mà sếp hàng, cũng là sếp nhưng mà sếp da. Tôi muốn làm sếp thiệt, làm sếp lớn. Ở đời nó có đạo, luật của đời, anh học giỏi anh làm lớn. Nhưng mà đạo có luật của đạo, anh giỏi cỡ nào không cần biết, nhưng anh vô tu sao là anh phải đi sau người tu trước. Dù người tu trước có tu dở hơn anh, học dở hơn anh, nhưng mà người ta xuất gia trước anh thì anh phải đi sau người ta. Cho nên ở đâu nó có cái luật đó, và đời cuộc sống nào nó có cái nghiệp đó. Thí dụ như ở xứ này nó có cái những cái tập nghiệp của xứ này. Ở Canada có tập nghiệp Canada. Ví dụ như giờ này quý vị đang ở đây nóng ấm, thì ở Canada của Pháp Hòa bây giờ tuyết rơi trời lạnh. Rồi tháng 12 đây là cực nóng, thì ở bên Pháp Hòa lại là cực lạnh. Như vậy thì quốc độ nào nó cũng có cái nghiệp, cái môi trường sống của chúng sanh đó. Mà chúng sanh đó có cái duyên với ở cõi đó thì người ta về đó người ta ở. Giống như mình đi trại tị nạn vậy đó. Trong đầu nghĩ đi Mỹ, mà sao chờ hoài lâu quá. Úc qua phỏng vấn nhận lời. Vừa nhận lời đi Úc kia, ngày hôm sau Mỹ tới. Nhưng mà giờ ký giấy hết rồi. Ví dụ vậy đó. Rồi có những người ký giấy qua Mỹ, qua Mỹ xong giờ nghe Canada là người già sướng quá, hưởng được 1.400, 1.500 một tháng tiền già, mà trong khi đó mình tháng có mấy trăm. Hỏi giờ tôi qua Canada sống được không? Nói dạ được, trừ khi nào kiếm chồng. Kiếm chồng bảo lãnh, kiếm vợ bảo lãnh qua. Thì nói đùa như vậy, nhưng mà để cho đại chúng hiểu rằng mỗi người chúng ta ai cũng có cái nghiệp của mình. Ví dụ mình tu cũng vậy. Có những lúc đó, trong số tu hành của chúng ta, có những người tụng kinh dễ, nhưng mà có những người rớ vô cuốn kinh là buồn ngủ. Có những người mà nghe pháp là ngồi ngáp lên ngáp xuống. Có những người ngồi nghe pháp nhưng mà không cần biết thầy nói gì và mình cũng đồng ý hết. Nhắm mắt lại, gật lên gật xuống, chứng minh cho thầy biết là you are right. Rồi có những người ăn chay dễ, có những người ăn cực khổ lắm. Có những người tụng kinh hạnh phúc, mà có những người tụng kinh khó.
Có những người ngồi thiền cả tiếng mà thấy vui vô cùng, mà có những người ngồi 15 phút thấy đủ thứ cực thân. Cái duyên của mỗi người mà. Có những người xây chùa dễ dàng, xây chùa, làm Phật sự dễ, mà có những người làm chùa làm hoài làm không sao. Cũng giống như Pháp Hòa nói, kể cái vị tôn giả hồi nãy vậy. Cho nên thưa đại chúng, trong mỗi người của chúng ta, ai cũng có cái nhìn theo cái tập nghiệp của mình. Có nhiều khi mình ra mình nói, trời ơi, chị thấy vợ cái hàng năm ba giờ, hỏi sao vậy? Tôi không hiểu, mắt nó làm sao á, sao đau sao đớn gì mà nó cũng chấm. Mà trong cuộc sống là nhiều khi mình bất, mình nhìn cái người kia mình không thấy đẹp, rồi mình bắt là cái người khác cũng phải giống một cái ý nghĩ của mình. Nhưng mà thưa đại chúng, nghiệp ai là nấy hưởng, nợ của người nào thì người đó gánh. Mà nói theo đạo Chúa, thánh giá ai nấy khiêm. Bình Thiên Chúa Giáo có câu như vậy, khánh giá thánh gì cây, thánh giá của người nào thì người đó vác. Thì Phật tử chúng ta, Phật giáo chúng ta cũng có câu, nghiệp của ai thì người đó chịu. Mình đừng vì cái nghiệp của người ta rồi mình bực bội, mình nói tự nhiên chuyện của người ta mà lại là nghiệp của chính mình. Người Phật tử mình phải có cái trí. Hôm qua Pháp Hòa có nói, đạo Phật cho chúng ta ba cái điều: bi, trí, dũng. Mình phải có cái trí để mình nhận biết mỗi người ai cũng có cái tập nghiệp của người ta. Và mình đừng có đem cái tập nghiệp của người ta mình chế nhiễu, mình chê cười hay là mình khen chê. Nếu mình thấy cùng đường, cùng hạp, tiếp tục. Không hạp, không cùng đường, chậm dứt. Không hận thù, bởi vì hận thù là một cái quan nghiệp để rồi gặp nhau nữa. Đời này bất quá chỉ hợp tác làm việc mà. Nếu mà mình hợp thì mình làm tiếp, không hợp thì mình mỗi người mỗi việc. Đâu có ai khổ, luật pháp không hề cấm chuyện đó. Một vị giáo hoàng mà nếu cảm thấy sức khỏe, năng lực của mình không còn đủ, có quyền từ chức, có sao đâu. Một vị tổng thống có quyền từ chức, nếu even dù rằng mình chưa hết nhiệm kỳ nhưng mình cảm thấy mình không đủ sức nữa, chấm dứt. Và có nhiều vị còn rút ra khỏi chính trị để sống một cuộc đời an lành, đâu có tội lỗi gì. Không, duyên của tôi tới đó, và một ngày đó tôi thấy hết thì tôi chấm dứt. Pháp Hòa có gặp một cái bà làm ở trong chính trị, bà làm chức lớn lắm. Thì một hôm đó, bà đi làm răng, thì bà lên cái ghế làm răng, thì ông nha sĩ ông mới chích một cái mũi thuốc tê vô trong cái núi của bà để chuẩn bị nhổ cái răng cho bà. Thì chỉ trong 10 giây thôi, bọt miếng của bà trào lên hết. Bà phản ứng với cái thuốc đó và người ta cấp cứu bà. Và bác sĩ nói chỉ cần trễ 10 giây, 20 giây là bà chết. Sau khi bà cứu được bà rồi đó, bà ra ngoài rồi, bà xuất viện rồi, cái việc đầu tiên của bà là từ chức hết tất cả những chức vụ trong chính quyền. Và sau đó bà lên bà gặp Pháp Hòa, bà xin cho bà một cuộc phỏng vấn về Phật giáo. Thì bà mới nói với Pháp Hòa rằng á, lý do tôi buông bỏ tất cả bởi vì tôi thấy rằng cái mạng sống của tôi nó chỉ có 10 giây thôi. Cho nên không có lý do gì mà bây giờ tôi phải đeo đuổi những cái mà tôi thấy rằng nó không còn mang lại cho tôi cái ý nghĩa gì nữa. Và sau khi tôi đi tìm hiểu thì tôi thấy rằng Phật giáo đã cung ứng được những cái điều tôi đang khao khát. Mà bà đó chỉ là một thôi, còn rất nhiều những người khác nữa ở trên thế giới này. Cho nên tại sao chúng ta đi tu? Đi tu đây có nghĩa là mình phát tâm, mình học đạo, là vì mình nhận rõ đời là vô thường. Mình nói, mình luôn luôn mình nói mỗi người mỗi nghiệp, thì tại sao mình lại để những cái li ti phiền não lặt vặt của người này người kia làm cản trở cái sự tu hành của mình? Thế là mình thiếu cái dũng. Trí thì thấy rõ,
mà không buông được là thiếu dũng. Thí dụ bây giờ cái người đó họ làm sai, do cái trí mình nhận ra và mình quán chiếu rằng có lẽ hộ pháp cũng xui khiến, cho nên người này những cái sai quấy của họ mới được phơi ra ánh sáng để rồi không tiếp tục nữa. Chứ nếu mà họ tiếp tục họ làm điều sai thì càng khổ cho nhiều người nữa. Tại sao mình không nghĩ là do hộ pháp chư thiên, do thiện lành mà. Và đồng thời trên thế gian này cái luật nhân quả rất công bằng, hễ cái gì đúng thì thủy chung nó cũng sẽ đúng, cái gì sai không cần mình đào thải, tự động nó sẽ không còn giá trị với những người có nhận thức trí tuệ. Mình không cần phải làm gì cả, mà cái mình đang cần là gì? Mỗi người mình phát triển cái thiện nghiệp của chính mình. Đây là đời này mình nghiệp chướng đời trước mình sanh ra đây, rồi mình giao tiếp hàng ngày, mình huân tập nghiệp hiện tại mà mình không nhận ra, để mình tu tập, mình tiêu trừ nó, để rồi mai mốt mình ôm một cái khối nghiệp khổ đau này, để tới cái giờ phút cuối nữa trời sợ muốn chết mà kiếp sau gặp nữa. Mà ở đời nó lạ lắm, hễ người nào mình càng bực bội là mình càng gặp. Cái người mình không ưa nhưng mà cứ nhìn nhìn coi ngồi đâu. Cái người mình thích là mình nhìn coi ngồi đâu là đã đành rồi. Mà cái người mình không thích, mình vô trong hội chúng mình ngồi, mình cũng tìm kiếm. Rồi thậm chí mình còn đi hỏi lúc này làm sao. Có nhiều khi ta nói thôi tôi không muốn nghe, nhưng mà nhẹ nhàng đi hỏi thăm. Đôi khi trộm nhìn em, xem dung nhan đó bây giờ ra sao. Cho nên á, bi là gì? Là mình biết thương mình. Và khi mình biết thương mình á, tức là mình phải biết mình còn nhiều nghiệp chướng. Phước đức thì mong manh, tri giác vẫn thường hay sai lầm, tuệ căn vẫn còn chưa vững chãi, tâm nhiễm ô còn dễ phát khởi, văn tư tu chưa thật sự vững bền. Cho nên giờ phút này mình ngưỡng vọng đài sen năm vóc cùng gieo xuống, mong lượng từ mở rộng chúng con xin trải hết lòng ra. Chúng con biết rõ tự thân nghiệp chướng còn nặng. Cho nên mình thấy Phật dạy mình á, mắt thấy được trời xanh, tai nghe tiếng chim hót, mũi ngửi thấy hương trầm, lưỡi nếm được pháp vị, thế ngồi con vững chãi, ý hợp nhất với thân. Đó là những điều kiện hạnh phúc mình đang có. Mắt còn thấy được trời xanh, tai còn nghe tiếng chim hót, mũi còn ngửi được hương trầm, lưỡi mình vẫn còn được nếm cái pháp vị, mình vẫn còn ngồi tu vững chãi, thân tâm mình còn hiệp được nhất. Đó là điều kiện hạnh phúc. Tại sao mình lại phải để mắt, tai, mũi, miệng của mình nó va chạm vào những cái mà mình cho nó là bất thiện, để rồi mình lại khổ đau tạo nghiệp? Đâu có cần thiết. Người có trí phải thấy đó, rồi phải thương mình. Và khi mình thương mình tha được cho người, mình hỷ xả được cho người, tức là mình cũng hỷ xả cho chính mình và tha thứ cho chính mình. Và đồng thời mình cũng dũng cảm đi trên con đường đạo, bởi vì đạo đâu có sai. Đạo đâu có dạy mình làm sai, nhưng mà do một cái người nhận ra cái đó trật. Thí dụ như hồi nãy đây, đi trên con đường đi tới đây đâu có sai, đường đi đúng mà. Mà lo nói chuyện thì quẹo lộn. Quý vị thấy như vậy. Cho nên đường đâu, đường người ta đi đó, sao cái đường này nó làm kỳ? Không có kỳ. Mình đi trật nó mới kỳ. Pháp Hòa nói như vậy để rồi đại chúng thấy cái hiện tại nó thật là như vậy. Cho nên ngày hôm qua Pháp Hòa có thưa, đạo Phật dạy cho chúng ta và rèn luyện cho chúng ta trở có thành ba đức tánh: bi, trí, dũng. Bi là mình tôn trọng sự sống, bi là mình thấy biết thương mình và thương người. Mà khi biết thương mình là mình, tại sao cái nghiệp mình chấp nhận được mà nghiệp người khác mình không chịu? Như vậy cũng chưa phải là từ bi. Có nhiều khi mình làm sai mình nói sao, thôi tại cái tật tôi vậy, chị đừng có giận, anh đừng có giận, mà hễ cái tật người khác thì mình không chịu. Và nhớ là
khi mình đã có được cái trí nhận ra rồi thì cái dũng đó nó luôn luôn nó thúc đẩy mà nó đưa mình đi tới cái chỗ vững tiến, chứ không có lui sụp. Mình đừng có thấy một cái người đó sai thì mình nghĩ thấy rằng tất cả mọi người sai. Nếu mà ai cũng nghĩ giống mình thì cái xã hội này, cuộc đời này nó đâu còn những người mà người ta lăn xả nữa. Quý vị thấy có những người, người ta làm việc thiện mà người ta bị chửi tối ngày, người ta bị nghi ngờ tối ngày, nhưng mà người ta không buông bỏ, bởi vì người ta thấy rõ người ta đang làm gì. Có một hôm á, Đức Phật đi khất thực trên đường, thì hai thầy trò, một ông thầy thì chửi Đức Phật vô số ngôn ngữ, còn người đệ tử thì khen Phật vô số ngôn ngữ. Đức Phật im lặng đi về tới nhà, đi về tới chùa. Ngà Nang mới hỏi bạch Đức Thế Tôn, tại sao hồi nãy thầy thì người thầy thì mắng xả Thế Tôn, mà người đệ tử thì lại khen ngợi Thế Tôn, mà con vẫn thấy Thế Tôn không có gì bình, Đức Thế Tôn vẫn bình thản mà không có đáp ứng giữa hai người. Thì Đức Phật mới nói rằng khi mà người ta khen mình đó, thì mình phải nhìn lại coi cái lời khen nó có đúng không. Mà nếu mà người ta chê mình đó, thì mình phải nhìn lại cái lời chê đó có đúng không. Mình đừng có vội mừng mà cũng đừng có vội buồn. Đó là người vững chãi. Pháp Hòa nhớ Khổng Tử có dạy một câu như thế này: Người mà khen mình, cái người mà khen mình đúng, mình làm đúng mà người ta khen mình đúng, người đó là bạn mình. Cái người mà mình làm đúng, mình làm trật mà người ta vẫn khen, người đó là kẻ thù mình. Còn cái người mình sai mà người ta nói mình sai, người đó là thầy mình. Pháp Hòa nhắc lại, mình làm sai mà người ta chỉ cái chỗ sai cho mình, người đó là thầy mình. Bây giờ người ta chỉ cái chỗ sai để mình sửa thì người đó là thầy mình. Còn mình làm đúng mà được người ta khen mình hay, mình giỏi, mình đúng, người đó là bạn mình. Còn mình làm sai mà người ta cứ khen cái sai của mình, người đó là kẻ thù của mình. Tại sao? Tại vì người đó làm cho cái ngã của mình, làm cho mình bị vọng tưởng là mình đúng. Và đôi khi chính bản thân mình biết mình sai, nhưng mà tại vì người ta cứ khen, cứ hưởng đi, mắc gì cũng hưởng. Cho nên tất cả chúng ta hễ còn sanh trong đời này thì chúng ta còn có nhiều cái tập nghiệp. Nghiệp quá khứ mới lôi mình tới đây nè, rồi do duyên nợ với nhau mới gặp nhau. Mà nếu mà gặp nhau để làm lành, làm thiện, làm vui vẻ cho nhau, gọi là thiện nghiệp. Mà gặp nhau để rồi làm khổ cho nhau, để hạch sách nhau, thì gọi là ác nghiệp. Nhiều khi đời này mình gặp một người hướng dẫn cho mình mà hướng dẫn mình trật sai, cũng là cái ác nghiệp của mình. Tại sao mình không thấy rằng giữa mình với người đó có cái nghiệp mà đến hôm nay là chấm dứt rồi. Bây giờ người đó có cái đường đi của người đó, mình đã rõ ràng rồi, mình đã đi lại trở lại con đường sáng, mình phải vui, mình phải tỉnh thức và mình phải phấn chấn, phải dũng cảm nữa chứ, tại sao mình thối chí nản lòng. Quý vị có nhớ Tôn giả Ương Quật Ma La không? Tôn giả Ương Quật Ma La mà bây giờ mình gần dùng cái từ là tôn giả vô não. Khi mà ngài chưa đi tu với Phật á, ngài là một người thanh niên đẹp trai lắm, đi bái sư. Thì đến cái chỗ đó để mà học đạo thì vợ của ông thầy đó lại thương ngài. Cho nên một hôm ông thầy đi vắng thì bà ta lại đến gần anh chàng trai đẹp này và tỏ lời yêu thương.
anh này thì giữ lễ từ chối, bà đem lòng bà hận. Thì khi người thầy về đó, bà nói xấu. Bà nói khi mà ông đi vắng ở nhà đệ tử của ông đó, nó có cái ý bậy bạ với tôi. Người thầy nghe như vậy thì lại tin vợ mình nói. Nhưng mà thay vì đuổi thằng đệ tử này đi, ông làm, ông dạy cho nó trật pháp. Ông nói bây giờ con muốn tu mau thành không? Con đi ra ngoài con kiếm 100 người, con chặt 100 cái lóng tai, rồi con lấy cái lóng tai con xỏ sâu vô, con đeo lên người, rồi có đủ 100 cái là con thành. Thì anh chàng này đi ra ngoài đường gặp ai cũng kéo lại và chặt ngón tay. Riết trong làng trong xóm ai gặp anh cũng sợ quá, và đặt cho anh tên là anh chàng vô não. Vô não tức là người khùng, người điên. Anh kiếm được 99 ngón tay rồi, anh không tìm được ai nữa, ta trốn hết rồi. Thì bà mẹ của anh á, thấy thương quá con mình khùng điên như vậy, cho nên bà chạy theo bà khuyên. Anh này mới ngồi anh nghĩ, bây giờ chỉ còn một người nữa là mẹ ta thôi. Mà bây giờ nếu ta chặt ngón tay của mẹ thì mình bất hiếu quá. Nghĩ tới nghĩ lui anh nói thôi mà không được, vì cái sự nghiệp thành Phật của mình, vì sự nghiệp thành tựu của mình mà hy sinh mẹ rồi mình đổ mẹ cũng có sao. Thế là anh rước bà mẹ, anh định chặt thêm ngón tay đó. Thì khi mà anh định chặt ngón tay như vậy đó, thì Đức Phật đi tới. Đức Phật đi tới mà anh rượt hoài, anh rượt hoài rượt không tới Phật. Thì anh mới này, này ông Cù Đàm, này ông Cù Đàm, ông hãy dừng lại, ông hãy dừng lại. Thì Đức Phật nói này anh chàng vô não, tôi đã dừng lại lâu rồi. Người đang không dừng chính là anh. Anh nghe một câu khai thị như vậy, anh buông xuống. Trong cuộc đời của chúng ta cũng vậy. Đôi khi mình cứ đấu khẩu, nói qua nói lại, nó tôi muốn nín lắm mà nó cứ nói hoài, làm sao tôi chịu nói. Bây giờ mình muốn nín không? Mình nín trước. Mình nín trước là người kia sẽ nín. Thí dụ bây giờ người ta viết bài báo, ta nói mình, rồi mình viết bài báo ta nói lại, rồi thì trong cái bài viết của mình thế nào cũng có cái hở cho người ta chụp nữa. Thì chụp mấy cái hở ta, ta phanh phui ra nữa. Rồi mình tức quá cái mình lấy mấy cái kẻ hở của người khác mình nói nữa, thì cứ như thế mà leo thang lên. Và cái tốt nhất là bây giờ người ta nói mình không nói một câu nào nữa, thì tự nhiên cái dừng là không phải chạy đâu. Đức Phật muốn nói cái chỗ dừng của anh vô não, ta đã dừng lâu rồi, ta đã dừng hơn thua. Rồi khi Đức Phật nói rằng tôi đã dừng, người không dừng chính là anh. Bây giờ chúng ta học cái câu đó. Khi mà mình gặp phải một cái sự cố gì đó, rồi cứ leo thang làm khổ nhau, bây giờ mình muốn dừng không? Chính mình dừng trước. Tại vì mình cứ đi thì người ta sẽ chạy theo mình. Và quý vị nhớ, một cái người mà không tu và một người có tu nó khác lắm. Một người có tu là mình luôn luôn đem cái thiện, cái lành, cái hòa bình đến mình muốn hóa giải. Rồi cái người ta không tu thì người ta không muốn thì làm sao? Thôi thì mình đã nói là mình có tu thì mình hãy thể hiện cái tu của mình ngay lúc đó. Tại sao có những gia đình người chồng làm khổ người vợ quá chừng mà người vợ bỏ đi không được? Rồi mình ở ngoài mình nói trời ơi gặp tôi bỏ 8 kiếp. Không phải đâu, tại chưa tới kim, chưa chích tới mình đó. Tại vì mỗi người nó có cái nghiệp hết á. Nhưng mà đặc biệt là khi nghiệp nó hết, tự động nó sẽ có cách nó đi và nhẹ nhàng mà mình không cần. Nhiều khi người vợ hoặc người chồng chấp nhận một cái lý do hoặc là thay đổi, nó lạ lắm. Mà Pháp Hòa đã thấy điều đó. Có những người chồng khó khăn với vợ, chửi bới vợ đủ kiểu hết, tự nhiên một ngày nọ không biết thấm thiết cuộc đời sao cái thay đổi 360 độ. Tại vì sao? Cô đã hết nghiệp rồi. Cho nên mình tu là mình phải có cái tuệ giác để mình nhìn. Thầy trò cũng có nghiệp.
cái duyên với nhau. Mà nếu là thiện duyên sâu đậm nhiều đời thì thầy trò gắn bó làm việc với nhau lâu. Mà nếu mà thầy trò duyên đạo tới đó thôi, rồi thầy có duyên của thầy, trò có duyên của thầy, thì mỗi người mỗi hướng, không có gì để chúng ta phải đau khổ. Bởi vì chúng ta thấy rất rõ, nếu cái người bất thiện ở trong Phật Pháp, rồi một ngày nào đó tự động cái đó nó sẽ được hiển lộ, và tự động vị đó sẽ không còn tiếp tục làm cái điều sai được nữa. Thì mọi việc nó rõ thì hết rồi. Cái nghiệp của mình với người đó tới đó hết, thì mình tiếp tục mình đi con đường của mình. Chứ tại sao vì cái người đó là mình lại, người ta mình thấy người ta quẹo cái mình quẹo luôn là không đúng. Mình không thể thấy một người sai rồi bây giờ mình cũng sai theo. Ví dụ như là mình, người ta gặp mình ta không chào, nhưng mà mình là người sống, mình có biết lẽ phải mà, mình phải chào người ta là cái chuyện đương nhiên. Tại vì chào người ta là bổn phận của mình, đó là cái phước của mình. Mà mình nói tôi không biết, tôi mắc gì cái nghiệp với cái người đó, mà gặp tôi ở đâu là nó kiếm chuyện đó. Người ta kiếm chuyện với mình và mình cứ bình an thì hết chuyện để kiếm. Còn mình cứ cự nữ hoài thì nhiều chuyện để người ta kiếm. Cho nên nhiều khi mình còn chuyện thì người ta mới kiếm, chứ mình hết chuyện thì người ta có gì đó đâu kiếm. Có cái ông đó, ông vô nhà người ta đi sần sẩn vô, ông bỏ giày bỏ dép gì hết. Thì cái bà chủ nhà mới nói cái ông này vô duyên, nhà người ta mới lao vậy mà lại đi như vậy, ông này mất lịch sự. Ông này ông cười ông vui, ông này chắc khùng, chửi ông mất lịch sự mà ông vẫn vui. Nói dạ tại vì chị khen tôi có dư mới mất. Ông không thấy cái chữ mất lịch sự là cái gì nó nặng. Ông quán nó nhẹ lại, ông nói là tại vì tôi có dư tôi mới mất. Nói một câu vui để nó, nếu mà nó bà giờ làm dữ vậy thì lại theo có chuyện. Thì mình quá giải một câu chuyện đơn giản bằng một câu nhẹ nhàng, vừa tiếu lâm mà vừa làm cho cái người đó không có gì để nói nữa. Thì trong cuộc sống đôi khi mình tu là để mình có được những cái khéo léo ở chỗ đó. Mà mình tu được ở cuộc sống của chúng ta, đời sống hàng ngày là như vậy, mà được như vậy là chúng ta là đạo Phật. Ngày hôm qua Pháp Hòa có thưa với đại chúng, đạo Phật đâu phải là một tôn giáo để rồi chúng ta tín ngưỡng thờ phượng lại lục tụng niệm. Cái đó là nghi lễ để bày tỏ tấm lòng mình thôi. Và mình tri ân Đức Phật bằng cách đó. Nhưng mà mình nhận ra cái gì từ Phật mà mình phải lễ Phật như vậy? Vì Đức Phật đã chỉ cho mình cái cách sống. Và đạo Phật là đạo cho con người. Ngày nào còn con người, ngày đó còn đạo Phật. Tại vì sao? Thì hễ còn con người là còn khổ. Mà còn khổ là còn đạo Phật, bởi vì đạo Phật là đạo cứu khổ. Thứ nhất là chỉ cho mình cái nhân khổ để chúng ta đừng làm. Mà lỡ mà bị cái quả rồi thì tìm cách giúp cho chúng ta giảm cái quả khổ. Mặc dù chúng ta không hết, nhưng mà ít nhất chúng ta biết chấp nhận cái quả khổ. Bởi vì đầu tiên là chỉ chúng ta cái nhân khổ. Ví dụ như Đức Phật nói đừng có hút thuốc. Hút thuốc là nám phổi bệnh. Phật nói rõ cái nhân đó. Ví dụ vậy đó. Mình vẫn một mực hút. Rồi khi mình bệnh rồi mình biểu Phật cứu. Sao Phật cứu? Nhưng bây giờ Phật lại nói rằng thôi bây giờ lỡ nám phổi phải không, tôi không bảo đảm là hết nám nghe, nhưng mà tôi chỉ cho cách giảm. Và trước hết là giảm hút. Mà hễ mà anh giảm được hút cái anh dư tiền, và anh giảm được hút là anh bớt bệnh. Cho nên ở đời hễ mình giảm được cái này là cái khác nó tăng. Nếu mình giảm sân si thì thiện lành mình tăng. Mình giảm tranh cãi thì hòa thuận nó tăng. Mình giảm hút thuốc thì tiền mình dư. Mình giảm uống rượu thì gia đình mình yên. Thành thử ra giảm cũng là tăng, mà tăng cũng là giảm. Cho nên Bát Nhã Tâm Kinh dạy cho mình là bất tăng bất giảm. Có gì tăng có gì giảm đâu. Móc chỗ này thấy ta giảm mà lại đắp vô chỗ này nó tăng. Cho nên ví dụ bây giờ mình gặp một cái người nghèo, mình móc tiền ra mình cho họ 5 đồng, giảm trong túi mình 5 đồng, nhưng mà tăng gì?
tăng cái phước. Mình đem tiền vô mình bỏ nhà băng và mình sẽ biết rằng nhà băng còn tiền cho nên sẽ mua đồ sale. Còn nếu mà mình đem tiền bỏ vô cái thùng cái nhà băng phước á, thì mình biết là không có cho nên khỏi cần mua. Dù nó sale mà tại không cần. Cho nên ở xứ này người ta không có bỏ tiền mặt là cũng là lý do vậy. Tại khỏi mất công mình phải chi nhiều. Cho nên thưa đại chúng, cái trí là cho chúng ta nhận cái đó, rồi cái dũng là cho chúng ta sống. Dù ai có làm bất cứ điều gì mà cái thiện lành chúng ta đã phát triển thì điều đó chúng ta cứ đi. Pháp Hòa ví dụ như chiều hôm nay, con đường đi vô đây nó có lòi lõm, nó có như thế nào, nhưng mà đại chúng biết đằng sau cái con đường lòi lõm này sẽ là một cái đạo tràng để chúng ta cần muốn tới. Thì chúng cái con đường lòi lõm đó nó không là cái gì quá trở ngại cho cái hành trình của mình. Cuộc đời của chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta tu mà cái gì nó cũng suôn sẻ, không có gì trở ngại hết, thì đôi khi nó cũng thiếu cái bài học cho chính mình. Cho nên Pháp Hòa chỉ muốn thưa với đại chúng, Đức Phật dạy chúng ta ai cũng có cái biệt nghiệp và ai cũng có cái cộng nghiệp là mình nè. Thí dụ bây giờ mình là Phật tử với nhau là cộng nghiệp nè. Là cộng nghiệp mới ngồi đây nè. Mình là cộng nghiệp là thích nghe Pháp, thích bàn luận Phật Pháp, thích điều lành lẽ phải, cho nên mình ngồi đây là cộng nghiệp. Nhưng mà rồi 500 người ngồi đây ai cũng có cái biệt nghiệp của mình. Có nhiều người ăn cơm rồi cho nên sẽ sẵn sàng ngồi tới 9 giờ. Có nhiều người đi làm về chạy nhanh tới đây cho nên nãy giờ cũng trông hết lắm. Mỗi người mỗi cái bụng, bây giờ mỗi cái nghiệp nó đang hoàn thành mình. Rồi cái người mà ngồi dưới đất thoải mái thì ngồi không sao, mà người mà ngồi thấy quen, không quen thì lại thấy là khó chịu. Đó, cái biệt nghiệp tức là cái nghiệp riêng của mỗi người, cái nghiệp chung. Cho nên đời này chúng ta gặp nhau đó là nghiệp chung. Đó, chúng ta là cộng nghiệp là người Việt. Nhưng mà biệt nghiệp là sao? Mỗi người mỗi phương. À, rồi bây giờ cộng nghiệp là người Việt mà lại chung một cái chỗ xứ Úc. Rồi biệt nghiệp là mỗi người mỗi tiểu bang. Rồi cộng nghiệp là chung tiểu bang, mà biệt nghiệp thì mỗi người mỗi nhà. À, rồi cộng nghiệp là được làm vợ, làm chồng, làm cha con với nhau, là cộng nghiệp chung một nhà, nhưng mà mỗi người cũng mỗi biệt nghiệp. Quý vị thấy không? Cho nên người nào là nghiệp nấy. Và có nhiều khi mình thấy cái người đó tôi thấy cũng không chấm được, mà tại sao nó lại thương? Khi đã yêu còn lo sợ gì. Ta yêu rồi ta có thấy gì đâu. Dạ thôi thì hôm nay Pháp Hòa gặp đại chúng, và Pháp Hòa chỉ muốn chia sẻ với đại chúng về cái biệt nghiệp và cái cộng nghiệp. Thì nói tóm lại là mỗi người mỗi nghiệp, và ai cũng có cái nghiệp của mình. Nhưng mà nhớ là tuy người nào cũng có cái nghiệp dở, nhưng cũng sẽ có những cái nghiệp lành, nghiệp thiện. Chúng ta hãy nên quán cái nghiệp thiện của mỗi người để chúng ta nhận ra. Nếu trên đời này ai dở mình cũng diệt người đó hết thì mình sẽ sống với ai? Thí dụ như con của mình mà nếu mà nó hư mà mình đuổi nó đi thì làm sao mình giúp con mình chuyển hóa? Pháp Hòa nhớ nhạc sĩ Phạm Duy có câu: kẻ thù ta không có phải là người, giết người đi thì ta ở với ai? Thì cái câu đó không có nghĩa là mình mắng cái người kia là kẻ thù ta không có phải là người, như vậy có nghĩa là họ là thú là gì? Không phải. Kẻ thù ta không có phải là con người. Kẻ thù ta là gì? Kẻ thù ta tên nó là gian ác, tên nó là tham, là sân, là si, là cố chấp, là mạn, là nghi, là phiền não, vân vân. Đó. Cho nên trước khi Pháp Hòa dứt, Pháp Hòa cũng thưa là có nhiều vị cũng đã biết đầu năm nay ở tại chỗ thành phố Hòa ở xảy ra một cái án mạng 9 người đó. Cái ông đó ông giết hết một cái gia đình 6 người, rồi giết người mà ông thù, rồi cuối cùng ông giết luôn bản thân ông. Rất nhiều đài tivi tới chùa phỏng vấn,
Bởi vì lúc đó Pháp Hòa giống như là một cái người duy nhất trả lời tất cả cuộc phỏng vấn cho cộng đồng ở đó. Thì Pháp Hòa nói đối với tôi không hề trách hay là ghét cái người gây ra cái án mạng, vì tôi thông cảm. Tôi thông cảm là nhiều cái nó dồn dập. Tôi thông cảm là ông không có được một người bạn để ông chia sẻ, và ông không gặp được một người bạn để có thể hiểu ông, thông cảm cho ông, khuyên giải cho ông. Ông không tìm ra được một người nào để ông có thể bày tỏ những đau khổ của ông. Cho nên ông đi tới cái quyết định là ông giết những cái người mà ông nghĩ rằng họ làm khổ ông. Cho nên cuộc đời của chúng ta cần thông cảm. Cần thông cảm. Thí dụ như một cái người đó, họ ngồi mà họ cứ sột sạt hoài, họ làm mình khó chịu, thì mình phải biết rằng họ bị bệnh tiểu đường, họ cần kẹo. Ủa gì mà cười? Có nhiều khi đi trong một cái hội chúng là người ta cứ ngồi ta lục vỏ lục vớt hoài, tại vì mình nói lâu quá người ta đường xuống, người ta kiếm viên kẹo ta ngậm lên. Thay vì mình ngồi mình khó chịu thì mình thông cảm. Cho nên á, quý vị biết không, mình gặp một đứa nhỏ mình cũng thông cảm, vì tuổi nó nhỏ, nó chưa có hiểu tới. Pháp Hòa đã từng dạy cho rất em nhiều em nhỏ, và những em nó mắng mình luôn, nó đập bàn, nó chửi mình nữa. Nhưng mà Pháp Hòa hiểu một điều rằng nếu như mình là người lớn, mình phản ứng lại với nó sẽ bỏ nhà, nó sẽ bỏ nhà nó đi. Mà nó bỏ nhà nó đi, nó làm bậy, thì ai là cái người lãnh cái đó? Cũng là mình. Cho nên mình phải, cái nhẫn của mình chưa đủ, tình thương mình chưa đủ, thì mình sẽ đuổi nó. Ta không cần mày nữa, mày giỏi thì mày cứ đi đi, thì mình sẽ không làm được gì. Trừ khi nào mình đã làm hết tất cả mà nó vẫn lọt ngoài tầm tay mình, thì chừng đó mình mới tùy duyên. Cho nên tự tùy duyên không được tùy tiện sử dụng, chuyện gì cũng tùy duyên. Mình không tạo duyên, mình không tạo duyên, mình không gieo duyên, mình không tích duyên, thì làm sao mà mình biết tùy duyên? Thí dụ như con nó về, nó nói má, bữa nay con 14 tuổi rồi nghe, con có thể hút thuốc được rồi đó. Ờ, tùy con. Đó là tùy duyên đó. Thì mình phải khuyên nó, mình nói không được đâu con, hút thuốc thế này thế kia. Pháp Hòa đó có nuôi một em gái, thì khi đó nó đi học về, nó đòi sơn móng tay, mà lúc đó nó mới có 13 tuổi thôi. Thì Pháp Hòa mới nói, con biết không, hồi thầy đi học high school đó, ở trong lớp thầy có nhiều đứa con gái đẹp lắm, mà mỗi lần mà nó tha mặt tha son nó lên, thầy thấy đẹp dữ lắm, mà thầy cũng thích nữa. Có một bữa nọ nó đi học, nó đi học trễ, nó quên rửa mặt, nó quên làm mặt, trời ơi, nó bước vô thầy thấy nó trắng dờ trắng dách, mà nó xanh xao, từ đó thầy không còn nhớ gì tới nó nữa hết. Cho nên con nhớ khi mà con còn trẻ, con làm mặt sớm quá đó, nó hư da. Con muốn làm mặt, con muốn tha son đánh phấn, con phải 18 tuổi trở lên con mới làm được. Còn nhỏ mà con sử dụng cosmetic nhiều quá, nó hư da. Mình đem và mình giả bộ, mình nói chuyện của mình thích gái đẹp vậy. Để mình đem cái ví dụ. Rồi khi mà nó muốn cái phone quá, lúc đó nó 15 tuổi, nó về nó nói nó muốn cái phone. Pháp Hòa mới nói là con chưa có cần, khi nào con cần, dù cái phone đó bao nhiêu tiền thầy cũng sẽ mua cho. Là thế là nó giận, nó tức lên. Kệ nó, mình cứ nhịn nó giận nó tức, nhưng mà mình khỏi tốn tiền. Và bây giờ mình tự ái, nè tao mua cho mày nè, mày xài đi, thì tốn tiền. Mà tốn tiền không phải cái phone, rồi tốn tiền bill nữa. Có một ngày nọ nó cần đi chơi, Pháp Hòa phải mượn cái phone của Phật tử đưa. Thế là nó xài sao mà cái phone cái tháng đó mấy trăm đồng bạc của người ta. Pháp Hòa mới giả bộ và nói cái bill đó là thầy trả đó. Nhưng mà con nhớ cái mục đích cái phone tay để làm gì? Emergency contact only. Cái phone tay là để mình
mình xài khi hữu sự, chứ đâu phải mà nói chuyện giờ này qua giờ kia với bạn mình đâu. Nó nấu cháo trên phone mà hết minute limit là bắt đầu phải trả tiền minute. Đó là như vậy. Thì Pháp Hòa thưa với đại chúng, Pháp Hòa thường hay nói, nếu như mình đuổi một đứa nhỏ đi, sau này nó có chuyện mình sẽ tự trách mình lòng từ bi chưa đủ, sự nhẫn nhục chưa đủ. Thà là nó tự nó đi, chứ còn mình không bao giờ vì giận tức mà mình đuổi nó. Ở thế giới, trong cái thế giới con người hàng ngày gặp gỡ cũng vậy. Mình cứ hãy sống với nhau cho hết lòng bởi những cái duyên mình được gặp. Rồi trong cái quá trình đó, chúng ta tìm cách chúng ta hóa giải những cái bất thiện, những cái bất thiện duyên. Chứ còn mình, người ta mắng mình tiếp tục thì tiếp tục gây khổ, rồi mình sẽ gặp nữa, rồi oan kết với nhau nữa. Giống như cái vị tôn giả mà mắng nói xấu người ta, rồi nguyên cái nhóm đó hùa theo là kiếp sau lại đói chung với nhau nữa. Thôi hôm nay Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng một vài câu chuyện. Và chúng ta nhớ là tùy duyên, nghĩa là chúng ta phải làm hết lòng. Kính xin Thầy giảng rõ nghĩa của hai cụm từ hành xứ và thân cận xứ. Thưa đại chúng, cái đây là ở trong cái phẩm Kinh Pháp Hoa, về cái phẩm an lạc hạnh. Ở trong phẩm này có đưa ra những cái hạnh của người tu. Ở trong đó có một cái hạnh gọi là hành xứ. Hành xứ có nghĩa là cái chữ xứ này là gì? Cái chỗ của mình. Mà không phải là cái nơi chốn, mà ý muốn nói cái nơi mà mình cần phải tiến tới sự tu học. Cái chữ xứ này nó có nghĩa là nơi chốn. Mà ở trong trường hợp này thì không thể hiểu là cái place, không phải là hiểu là cái chỗ, mà cái nơi cần đến của người tu chúng ta là đến, mình phải đạt cho được, mình đến cho được cái mục đích là cái hành xứ của mình. Hành xứ là gì? Tức là cái cách ứng xử của mình, cái hạnh sống của mình. Còn thân cận xứ là gì? Là cái môi trường mình gần gũi. Cho nên để có sự an lạc, chúng ta cần phải tìm một cái môi trường tốt. Chúng ta cần tạo cho gia đình mình một cái môi trường tốt để mình đi tới cái chỗ hành xứ dễ dàng. Thí dụ như giờ tôi rất muốn niệm Phật, nhưng mà ngày nào tôi cũng ra ngoài sân, ở ngoài, ở dưới phố Tàu tôi ngồi với mấy ông đánh cờ tướng hết, thì mấy ông cứ cốp cốp hoài, thì mình niệm Phật cũng khó. Cái chỗ đó không phải là chỗ để mình thân cận. Nếu mình muốn đi tới cái chỗ hành xứ của mình cho trọn vẹn. Đó. Cho nên là cái chữ hành xứ và thân cận xứ. Hành đây là cái cách, cái hạnh nguyện, cái hạnh và cái cách sống của mình, cái việc làm của mình. Nhưng mà con người chúng ta rất cần cái thân cận xứ. Nếu mình thân cận xứ bất thiện thì mình sẽ dễ đi tới chỗ bất thiện. Pháp Hòa có một cô Phật tử làm nghề thông dịch. Một hôm cô đang lái xe trên đường đi thì cái dây nó lái ẩu, cô vỗ tay vô cái bàn lái và cô chửi thề. Thì khi vừa dứt câu đó cô giật mình. Cô nói, ủa, hồi nào giờ mình đâu có bao giờ mình chửi thề, mà tại sao bữa nay lại nó phản ứng một cách tự nhiên như vậy? Thì cô mới ngồi cô nghiệm lại, thì trong 3 tháng qua cô đã đi tới nhà thông dịch cho một cô gái và cô này chuyên môn chửi thề. Thì những cái tiếng chửi thề hàng ngày đó nó vô trong tâm thức cô này rồi. Đó, cô về cô kể cho Pháp Hòa nghe vậy. Thì Pháp Hòa mới nói đó. Cho nên điều này xác định lời Phật dạy thân cận xứ. Thân cận xứ là cái nơi chốn để chúng ta thân cận. Như vậy thì tại sao chúng ta phải đi chùa? Đi chùa là gì mà chúng ta phải đi? Bởi vì cái chữ chùa được định nghĩa là thân cận thiện xứ, viễn ly ác xứ. Thân cận thiện xứ là cái nơi chốn để chúng ta gần cái lành, là cái nơi chốn để chúng ta xa cái chỗ xấu. Vậy thì đi chùa là như vậy. Vậy quý vị hiểu hai chữ thân cận và hành ha?
Niệm Phật A-di-đà có ba hạng về tịnh độ: thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm. Những người ít công đức nhưng niệm Phật nhiều được sanh về hạ phẩm. Vậy hạng người này đã trả hết nghiệp báo của họ chưa? Họ sẽ không phải trở lại cõi ta bà để thọ nghiệp báo. Ở trong kinh Quán Vô Lượng Thọ đó, có nói rất rõ về những cái cách tu nào để được vãng sanh về chính phẩm hoa sen. Chính phẩm trong đó là có ba phẩm chính là thượng, trung, hạ. Và mỗi phẩm đó, phẩm thượng nó có ba bậc, phẩm trung có ba bậc, phẩm hạ có ba bậc, cộng lại là chính phẩm. Và trong chính phẩm này có nói lên cái hành nghiệp của mỗi người để vãng sanh về cõi nào. Căn cứ theo câu hỏi này, nếu người hạ phẩm thì họ đã trả hết nghiệp chưa? Dạ có thể là chưa, nhưng mà cho khất lại, cho credit. Nhưng mà cái người này sẽ trả bằng cách nào? Họ không trả bằng cách là làm tôi mọi cho những người họ nợ nữa, nhưng họ trở lại họ độ cho người đó tu, trả nhưng mà trả cao hơn. Pháp Hòa ví dụ đi, Pháp Hòa ví dụ đơn giản về cho đại chúng dễ hiểu. Thí dụ đời trước Pháp Hòa nợ của quý vị nhiều quá, mà giờ đời này Pháp Hòa không có phải trở lại đời này để mà nấu cơm cho quý vị ăn hay là phải làm gì hết á. Nhưng mà làm sao hướng dẫn, chia sẻ để đại chúng có được cái sự tu hành cho tốt. Đây cũng một hình thức trả nợ, nhưng mà trả theo cái kiểu của tịnh độ. Cho nên nhiều khi á, mình giúp đỡ một người nào thiện lành cũng là một hình thức mình đền ơn trả nợ. Cho nên Đức Phật dạy trong kinh: này các thầy tỳ kheo, cư sĩ thiện tín Phật tử đã nuôi chúng ta, thì chúng ta phải làm gì để đền đáp lại cho Phật tử? Thứ nhất là phải chỉ cho người ta tu, thứ hai là phải cho người ta học giới, thứ ba là phải an ủi thăm nom khi gia đình người ta hữu sự, thứ tư là phải giúp đỡ người ta khi mà người ta cần đến mình. Ví dụ như gia đình người ta có người mất, con cái người ta gặp vấn đề, mình phải an ủi hỏi thăm. Phật dạy rất rõ trong kinh như vậy, gọi là đền ơn. Cho nên cái cách đền ơn cao tột nhất không phải là mình chỉ cung phụng món cơm, món áo, mà chúng ta làm sao để độ được cho người đó, giúp người đó được an vui cao tột. Cho nên hiếu mà mình ở nhà mình chăm sóc cho cha mẹ, đó là tiểu hiếu. Mình làm sao cho tâm hồn cha mẹ được an vui, hướng dẫn cha mẹ tu học, đời này và đời sau cha mẹ được giải thoát cái khổ đau, đó là đại hiếu. Thì ở đây cũng vậy. Cho dù mình về cực lạc ở hạ phẩm, nghiệp mình còn nợ mớ, nhưng bây giờ mình không trả theo thế gian nữa. Thiếu tiền trả tiền? Dạ không. Bây giờ tôi thiếu tiền, nhưng mà tôi sẽ trả bằng cách tôi giúp cho anh an lạc. Cho nên cái người mà hầu của cái người thân cận của Mạnh Lễ Quân á, đâu có làm gì cho Mạnh Lễ Quân, mà đặc biệt là ông đi xóa sổ nợ dùng cho Mạnh Lễ Quân. À xin lỗi, không phải Mạnh Lễ Quân, Mạnh Thường Quân. Mạnh Thường Quân nhà giàu, nhưng mà có một người làm, và khi mà ông biểu đi thu nợ thì cái người nghèo này đi tới cái xóm nghèo kia nói rằng: ông chủ tôi đồng ý xóa nợ hết cho quý vị. Mà trong khi đó ông Mạnh Thường Quân ông đâu có kêu. Nhưng mà cái người làm này tự ý quyết định. Nhưng mà nhờ như vậy cho nên khi giặc giả đến, ông Mạnh Thường Quân được những người nghèo giúp đỡ trở lại. Và từ đó về sau, những người nào mà có lòng hảo tâm khá khá thì người ta kêu thường gọi là quý vị Mạnh Thường Quân. Thôi thì Pháp Hòa xin được kết thúc ở đây, và xin cảm ơn đại chúng rất nhiều đã cho Pháp Hòa cơ hội được thăm quý vị và chia sẻ quý vị chút ít Phật Pháp qua sự hiểu biết của chính mình. Nếu có điều gì sơ sót, mong đại chúng hoan hỷ bỏ lỗi cho. Và xin cầu chúc cho đại chúng và gia đình được an vui sức khỏe. Nam mô A Di Đà Phật. Và bây giờ mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng chúng sanh đều.
vị ngồi dưới đất đó, xả chân trước khi đứng dậy. Xả chân đi, có người lên hát cho quý vị nghe. Có ca sĩ Lâm Gia Huy ở đây không? Ca sĩ không lên là ca lẻ ca. Anh Lâm Gia Huy bữa nay có tới à? Vậy mà không mời. Dạ. Dạ mời anh. Đưa cái microphone cho ảnh. Ngâm thơ hay đọc thơ? Thôi ngâm đi. Anh nói luôn. Dạ anh giới thiệu luôn. Dạ cô Phật sư, quý sư cô, một Phật quý Phật tử. Thì cái mấy câu thơ này còn có một cái tâm tình nhắc nhở là nếu mà sư thầy cảm động thì sư thầy trở lại thăm tụi con. Con nói đùa thôi chứ thì đến cái chân tình với lại những cái sự quý mến của quý Phật tử ở đây thì hy vọng là sẽ có một cái chuyện nào đó sư trở lại thì tụi con được mừng rộng trở lại. Thì thưa quý Phật tử, thì cái mấy câu thơ này thì quý Phật tử chú ý những cái chữ đầu của mỗi câu đó thì ghép lại sẽ thành một cái danh hiệu rất là có ý nghĩa. Và con tin chắc là cái danh hiệu này sẽ là cái ngọn đuốc soi sáng trên con đường tu học của chúng ta. Bình tĩnh mà run. Bây giờ con đang cũng xin đọc theo cái ngâm của thơ Rừng Chân Tiên. Minh như một ánh sao, sư về thêm sáng đạo vàng nơi nơi, phát triển tâm ngộ độ đời, hòa chung bản thể một trời từ bi. Ủa có bốn câu rồi hả? Cảm ơn anh, bài thơ hay lắm. Dạ, được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lũng bái bạch thầy. Hàng Phật tử chúng con có duyên sự vụ đầu thành thánh lễ xin tác bạch. Thời gian đã qua rất nhanh. Thời gian giảng pháp hôm nay cũng là thời gian cuối cùng của thầy trong chuyến hoành pháp tại tiểu bang Tây Úc. Tuy là hai ngày ngắn ngủi, nhưng qua những lời của thầy đã đem đến cho chúng con niềm vui và phát hạnh, cùng khứa mở ra trong đời sống tu tập của chúng con.
những bài pháp luật, những bài pháp thoại của thầy luôn giản dị nhưng sâu sắc, đưa chúng con lên trên gần với ánh sáng Phật pháp, giúp chúng con thay tâm mọi trí, từng bước tiến tu chuyển hóa thân tâm. Thay mặt ban tổ chức, chúng con xin thay mặt toàn thể quý Phật tử tại Úc kính dân thầy và kính nguyện ơn trên tăng bảo gia hộ thầy luôn đầy đủ sức khỏe, pháp thể kinh an, và thầy luôn mãi là bóng mát che chở cho chúng con trong bước đường tu tập cầu giải thoát. Như đây, thầy và ban tổ chức chúng con có một món quà kính biếu thầy để làm kỷ niệm trong chuyến hành pháp của thầy tại Pháp. Kính thưa quý cô chú, quý anh chị cùng toàn thể đại chúng, Pháp Hòa được về đây lần đầu và để thăm tất cả quý vị, và được quý vị thương và quy tụ đông đủ để cho Pháp Hòa được thăm và chia sẻ. Và quý vị cũng đã cực nhọc để tổ chức chăm sóc rất nhiều để cho hai đêm mà chúng ta được gặp nhau ở nơi này được viên mãn tốt đẹp. Xin nguyện đem tất cả những công đức lành nào chúng ta có làm được, nguyện cầu cho Phật Pháp luôn luôn trường tồn ở thế gian này, để làm ngọn đèn soi sáng cho tất cả chúng sanh biết hướng mình về nơi thánh thiện. Cầu mong cho tất cả chúng ta đầy đủ an lành, sức khỏe, và đặc biệt là hạnh lành luôn luôn được viên mãn. Và để đáp lại tấm lòng của quý vị, Pháp Hòa sẽ hát cho quý vị nghe một bài. Mà đại chúng nghe bài, một bài thơ được phổ nhạc. Ngồi thiền trên tảng đá xanh, gió ngang di đồng muôn cành nở hoa. Nắng vàng nhẹ nhẹ bay qua, mây đang gợn sóng trên tà áo ai. Xuyên qua bao dặm đường dài, gió ơi ngưng lại ta hỏi mấy câu. Đêm đêm hứng giọt sương sầu, lá xa nguồn cội biệt đâu lôi về. Hồn ơi thức tỉnh cơn mê, trở về chánh niệm chờ mê việc đời. Mắt đừng ô nhiễm mắt ơi, tai không nghe mái
chuyên đời thị phi. Chân ơi dừng lại đừng đi, để tâm lắng đồng những gì đã qua. Rủ xong cái nghiệp ta bà, thoát căn nhà lừa đảo tòa Như Lai. Rủ xong cái nghiệp ta bà, thoát căn nhà lừa đảo tòa Như Lai. Giờ mời đại chúng nghe nghe một bài vọng cổ. Tri ân thầy, con xin phép đọc bài thơ để tặng thầy. Dạ được. Dạ, có lấy cái đó. Dạ. Không ngờ chú Tây Úc này nhiều thi sĩ quá. Rồi giờ quý vị còn giờ để nghe bà hát không? Mời đại chúng nghe một bài vọng cổ Buồn Cao Quê Ngoại. Chiều chiều ra đứng ngõ sau trong về quê ngoài ruột đau chỉnh chiều quê của bà tôi nằm xa chân trời mờ mịt nay không biết có chờ mong người cháu ngoại muốn quay về đang ngơ ngẩn nhìn sương nhìn khói quyển tư bề lối mòn cũ cỏ lau dày đặc đường giao làng đã gãy nhịp cầu tre tôi ra đi khi quê ngoại còn vui có hàng cau sai trái có bờ lúa xanh tươi bên mấy nọc trầu già
Có bóng ngoài tôi đầu bạc như bóng đang lùm cùm trong hành. Miệng rầy chó mắng mèo chửi dịch, rồi lại vào nhà lấy thóc cho ăn. Chửi mà thương chứ đâu phải ghét chê, tánh mộc mạc thương con thương cháu. Bóng hình kia còn in trong tâm nào, cho đến trọn đời tôi không thể nào phai. Ngoài tôi nhà nhỏ xíu xíu, không nhiều tiền bạc mà nhiều trầu cao. Trải qua mấy cuộc bể dâu, buồn câu hết trái giường trầu heo dây. Chắc bà cũng muốn gây lại giống trầu cao, để sớm tạo nên tình thắm tươi nồng đượm nghĩa cao. Trầu nhưng khói lửa chưa yên, quê ngoại dần âu sầu. Nếu trồng được dây trầu xanh lá thì cũng không thể nào trồng kịp cây cao. Có trầu mà thiếu trái cao, lạc tình lạc nghĩa lạc màu son tươi. Đường về quê ngoài xa xôi, buồn cao mang nặng tình tôi thương bạc.